Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube cũng như là Facebook của LB Audio. Và ngày hôm nay em sẽ test cái con Sony 1010S. Ở đây là cái tem 1000 nhé bác. Tại vì em không có cái tem của 1010 thì tạm thời em lấy cái của cái con 1000 dán vào cho nó đẹp, với lại nhìn nó có màu sắc hơn. Thì nhìn cái chiếc đàn chúng ta sẽ có hồn hơn rất là nhiều. Thì bây giờ em sẽ test cái con Sony CFS1010S này. Thì đối với cái con này thì các bác thấy nè, ngoại hình thì không khác gì so với con 1000 cả. Điều khác biệt duy nhất mà cái con này có được đó là Auto Reverb. Chúng ta thấy một cái chữ Auto Reverb rất là to. Ngoài ra thì chúng ta có thanh 5 bên Equalizer, thì cái này nó màu xanh, thì công ty nó màu nâu. Ở đây thì chúng ta có một cái phần này là nút balance này, cái này là nút volume. Và đây là một cái điều rất là quan trọng của Auto Reverb, đó là chúng ta chuyển qua cái đoạn cái băng. Thì tí nữa em sẽ test cho các bác nha. Nếu mà chúng ta chơi cái băng cassette thì chúng ta kéo này xuống, còn nếu chơi radio thì kéo này lên. Ok, thì chúng ta FM thì nó có 4 kênh, đó là FM, MW, SW1 và SW2. Thì bây giờ và chúng ta có một cái cần xoay dùng để cái file tuning này để chúng ta cái bắt cái đàn nó rõ ràng hơn. Thì bây giờ em sẽ test cái con khả năng. Đây. Sao anh đỡ đành quên cho giờ sáng buồn ba mươi đầu. Bác nhỉ, phương pháp thế nào là hợp lý nhất đối với trường hợp của bác ạ? À? Chào bác Thanh. Vâng. Tôi radio lại thì chúng ta tăng. Cảm ơn tất cả các bác đã chú lắng nghe. Đây là một clip ngắn để test cái con chất âm của con Sony 1010 này. Thì đây có thể nói là một trong những cái chiếc đài quốc dân với giá thành rẻ và âm thanh chất lượng. Chúng ta có thể chơi được băng cassette, radio, cũng như là có thể đeo được tai phone, cũng như là tất cả những cái cổng kết nối khác. Ok, xin cảm ơn tất cả các bác đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo. Nếu thích video lúc này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Và đừng bỏ lỡ những cái sản phẩm nào, những cái buy review đánh giá nào nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại ạ.